Lên đài. Mi. Nghiêm. Chào. Mi. Kỹ thuật cơ bản bắt đầu. Anh Hải anh đứng dậy anh hô mà anh để thầy phải hô, đấy là anh chậm nên thầy phải hô. Chưa. Đi tiếp. Đang quay mà, đang thi mà. Em chào. Nhóm thứ nhất xong. B. Rồi. Nghiêm. Đâu. Hô nghiêm chào em. Em xong rồi em dẫn thi em phải hô nghiêm chào. Tiếp theo là nội dung kata, ba bài quyền. Ba bài quyền thì là thứ nhất. Tên bài. Tài thì từ số đã. Rồi đọc to lên, đọc kiểu gì thế? Tên bài. Tài thì từ số đã. Rồi, bài quyền tiếp theo. Bài quyền tiếp theo. Tiếp bài. Bắt đầu.
3. Bài quyền tiếp theo. Về chỗ nhóm tiếp theo lên. Bài quyền đầu tiên. Bài quyền tiếp theo. Bài quyền cuối cùng không được đi luôn. Bài quyền cuối cùng. Nhóm tiếp theo lên thi kỹ thuật đối luyện. Kỹ thuật thứ hai, chu đan đôi chú.
Các em về, nghiêm chào về chỗ. Nhóm tiếp theo lên. Quay mặt lên trên. Nhóm tiếp theo lên thi chống dao. Em ấy gậy lên. Bắt đầu. Quay mặt lên trên. Em chào. Về chỗ nhóm tiếp theo. Bắt đầu đi. Các em về chỗ, nhóm tiếp theo lên. Tứ tấn công, Amber. Chào rồi, sao mà chưa chào hả?
Ở bên kia trước, đúng rồi, bên kia trước, bên anh Trọng trước. Bắt đầu. Hét lên, hét lên. Nó làm lại lần nữa. Bắt đầu. Đổi bên. Bắt đầu. Rồi, quay mặt lên đây. Rồi, các em về chỗ. Nghiệp chào ấy, anh dẫn thi anh không tỉnh gì cả thế. Rồi sau, nó tiếp theo lên. Bắt đầu. Đổi bên, cứ mỗi người chỉ làm được một cái thôi. Bắt đầu. Quay mặt lên đây. B. Rồi, các em về chỗ lùi ra sau. Khoa, thủ khoa và nhị khoa. Đã đang quay rồi đấy. Mời em, mời thủ khoa, nhị khoa lên nhân khoa. Rồi. Đây thầy. Không. Quay một tí thôi rồi dừng lại chụp được. Hai tay nhỏ. Đấy. Đấy, quay làm kỷ niệm luôn. Đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem buổi thi lên đài của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hải đây ra.